chắc là tập trung vào cái việc quay lại chắp tay và gây ra cái hớt trên. Con năm nay đi học Phật, con năm nay đi học Phật, con nay con thành nên thổ địa năm ngoái táo của công táo con tại gia, con này đạt vào công chúng đại cùng các linh vị gia từ từ đó ba huyết đại quân cô đi từ ngoại và cô ngoại may ngày 21 tháng 5 năm nhân dân nào con là ngày cái này cúng bà của cung là bà con là hôm nay con là bà con được cùng vợ con và tất cả anh em các con các cháu và toàn thể anh chị em quy nội quy ngoại quy quan tâm nguyện một lòng để sáng tạo Phật kính cẩn dâng lên linh vật đại hiếu hương hoa đăng linh nhân chân chỉ và hàng năm quy nhân hàng lại hàng lễ và tháng cô thể con như bố Phạm Văn Lờ đặng thế ngày 23 tháng 5 năm 1995 phần 1 tháng 3 tên một giới nay năm biết được không thể mà có công đức đại cùng một gia đình tiên tổ ngoại đặt ra tiên tổ ba phút đại như hai chi tình nguyện các bà cô ông anh nay năm biết được cô thể quan thần linh thổ địa long mạch có công tác của đại gia nay năm biết được cầu xin các linh vị tổ tiên các ngài các quan các chuyên linh chuyên vị bất kỳ lễ bạc liên quan hạnh phúc của hộ cho tín chủ của gia đình chúng con luôn luôn mạnh khỏe trên thuận thế hòa và sự thể nghe tăng tài tiến lộc lại gần xa gặp nhiều may mắn. Thời gian cứ một năm qua chúng con cúng dỗ hương hoa như mở nhận bài vật phẩm cầu cao lòng thành bái thỉnh mong cầu đa tiên cao tầng tổ hạ khảo đôi bên cao tầng tổ tỷ thế trên từng người ba huynh đệ mọi nơi cô dì chị muội qua đời an lâm những người tiếp nối cùng nhau nhưng đàn con cháu bước sau những người chúng con tâm nguyện tháng bảy cầu xin phù hộ tháng ngày bình an ốm đau bệnh tật kim lao thường xuyên mệt khỏe ăn nàng gặp may gia đình hòa thuận xung vầy cứu linh chi vị tháng ngày trở che gần xa hôn giới suy về có cây có quả mặc về xây tươi chúng con tâm đức cả đời cầu mong quả phúc đất trời độ cho con năm mươi là phật con năm mươi là phật con năm mươi là phật.